Thưa quý vị, thì các bạn, trong thời gian vừa qua, mạng xã hội Twitter liên tục gặp phải nhiều rắc rối. Mới đây, thì nền tảng mạng xã hội này lại tiếp tục đối mặt với một vụ kiện tập thể khác có liên quan đến việc sa thải hàng loạt các nhân viên của Twitter. Trong vụ kiện mới nhất, hai nhân viên cũ của Twitter cáo buộc công ty truyền thông xã hội này phân biệt đối xử với nữ giới trong đợt sa thải hồi tháng 11 vừa qua. Theo đơn kiện trình lên tòa án liên bang San Francisco, Twitter đã sa thải tổng cộng 57% nhân viên nữ, cao hơn so với tỷ lệ 47% nam giới. Sự chênh lệch này càng rõ rệt hơn ở các vị trí kỹ thuật, với 63% phụ nữ mất việc so với 48% nam giới. Trong đơn kiện, hai phụ nữ trong số 3.700 nhân viên bị Twitter sa thải tháng trước cáo buộc công ty vi phạm các điều luật liên bang và bang California về việc cấm phân biệt giới tại nơi làm việc. Twitter đã phủ nhận sai phạm trong vụ kiện công ty sa thải không thông báo trước, tuy nhiên chưa phản hồi về những nội dung khiếu nại khác.